cha mày bỏ đi hồi nhỏ lớn vậy đó. Đó, mày không có cha, mày không này kia, cũng hơi buồn. Nay đến đây á thì cũng giống như những lần trước thì chị Hường đãi toàn là những cái đặc sản của Cà Mau, và biết thì ông Tư á thì rất là ít ăn thịt và ăn cá nhiều, nên chị Hường đã chuẩn bị cho ông Tư mấy món cá luôn nè. Ông Tư, cá này cá gì? Cá điêu hồng. Mà con cá chốt cờ này là ở biển hay gì ông Tư? Mà chị Hường nó mắc lắm á. Cá này thì ta nuôi trong vuông. Dạ, cá này thì nuôi trong bè. Dạ, trong bè hoặc trong vuông. Nhưng mà ông Tư thích ăn cá gì nhất? Cá gì cũng ăn chứ. Cá kèo. Có hỏi chị lên chảnh mua cho cha một ký cá kèo. Ở đây có mực nè, có tôm nè, có chả cá nè. Ôi, chả cá là ông Tư ăn được á. Ở đây có bồn bồn. Bồn bồn ngon ghê. Tôi biết ngày nay, nhờ mấy chú này nên hai con mới gặp cha, mẹ cha mới gặp hai con. Thì cái đó cũng là cái cơ duyên, là cái cơ duyên thôi, chứ không phải là muốn gặp được là gặp đâu. Vậy chị, nếu không có mấy chú này nữa, hai con đứt cha chết thì là con chết cũng chưa biết mặt cha. Dạ đúng rồi. Đó. Mà cha chết con, cha cũng chưa biết mặt con. Dạ. Hồi còn nhỏ thì biết, nhưng mà lớn rồi giờ cha cũng không biết. Trước tiên cái câu này là chỉ là cảm ơn duyên lành. Duyên lành nó đến với ông Tư. Mà vì công sức của hai em mới có được như vậy. Dạ, cha đi, con đâu có biết mà. Cha đi, công sức của hai em. Cái câu nói này là cái câu nói là anh Hưng anh nói với ông Tư là lần thứ hai rồi đó. Tại vì khi con đi tìm cha con không biết được đâu mà con tìm. Đường nào đó mà gõ. Mà bây giờ mẹ con cũng chưa biết tìm cha đâu nữa. Dạ. Đúng rồi, mẹ kể cả mẹ con. Bởi hồi đó hỏi thăm tin tức rồi thôi. Không có cái tấm hình ảnh để nhìn ra cha nó sao tấm hình nha, sao không có này kia luôn á. Để một cái là dứt đuôi luôn sao mà tiện. Thì mấy cha đó. Chị nói đó là chỉ có là bốn cái tên. Đó là nhận là mới nhận ra được bốn cái tên đó thôi. Mẹ nói, mẹ còn nói là mẹ nói trùng thì cũng trùng một hai tên thôi, có đâu mà trùng cả bốn cái tên luôn như vậy. Nước mắt cha ghê luôn. Chứ không phải tầm thường. Nhưng mà thương các con lắm. Hoàn cảnh cha phải ra đi. Cha nói ra đi không hẹn ngày về. Nhưng mà giờ ngày nay cha được lên đó rồi. Ở liền thì gặp lại đi cha. Đúng. Dạ. Con à, cha ôm con hồi trong lòng mà. Bỏ. Cha làm gì bỏ con được. Dạ. Nhưng mà cha cũng có trăm triệu buồn. Muốn bỏ hai con chứ lòng dạ của cha không bao giờ quên hai con, bởi vì cha đó. Nhưng mà muốn nhận lại thì nó chưa có cơ hội, nó chưa có cái gì có dịp thôi chứ cha mẹ nào đâu mà bỏ con, đúng không? Chính xác là như vậy chứ đi thì cũng nhắn mà thôi. Cái cuộc sống khổ quá cũng nhưng mà ngày hôm nay là giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc lần thứ ba, đúng không Tư? Đúng. Cái bối cảnh nó lại khác nữa rồi. Hôm nay ở Cà Mau rồi. Ông Tư có bao giờ ông Tư nằm mơ thấy mình đang ở Cà Mau mình gặp đoàn con mình không? Đoàn tụ. Mời chứ. Hôm nay là cái bàn đoàn tụ. Đoàn tụ gia đình. Bây giờ tôi thì chú hỏi lại con tôi đó. Chú thiệt mẹ nó chứ nó không thương mình tôi. Có. Đơn giản là hôm nay là 11 tháng giêng năm mới thì đoàn tụ được hai nấm ruột của mình như vậy là thấy quá ok rồi, phải không chú Tư? Dạ. Là chính xác như vậy thôi chứ đó. Cũng không còn mong muốn gì hơn. Còn gì nữa? Vậy thôi. Là hạnh phúc lắm rồi. Đó. Đơn giản là chú liệt chú ha. Đêm ngủ là đứa nằm bên. Thì cái công này á, cũng nói chung cũng xin cảm ơn Bùi Hồ với em Đạt đó. Đúng, chung chính nói vậy đúng. Chính xác là như vậy, nếu không có hai em đó thì... Còn gặp mặt con rồi.
chính xác là như mà vậy. Mà con Rô biết luôn là cha nó. Giờ dưới này người ta mới biết là chú Tư là như thế. À. Hai nữa. Ai cho chắc điện thoại của ông Đạt. Chắc đôi sống cuộc đời. Hả? Ai cho điện thoại của ông Đạt. Có đạo đức. Cứ nên chờ có 3 ngày nãy tôi gặp hai cái con tôi. Đó. Chứ nếu mà tôi sống cuộc đời mức đạo đức á. Cái số lần đầu tiên chắc lấy giờ tôi chết cũng không gặp con tôi kính. Còn nếu chắc hơn nữa là chú vừa hồ có gì. Đúng. Quá dễ rồi em chứng kiến. Dạ, rồi vậy thì con cũng xin chúc mừng gia đình hội ngộ hôm nay. Chúc mừng năm nay cũng là năm mới. Chị nói là em ơi cho em Bùi Hồ với em Đạt có thương thổi được không? Vậy thôi, đơn giản. Còn chú Út nữa lập hai đứa con luôn thì chú 10 phần luôn dứt cây chai chỉ có đó, 5 phần để, giờ, để cái đó, đó, em, suy nghĩ với con cái, gì đó. Cái tâm trí ha, với cái đầu óc con người của mình đó chú chính á. Dạ. Rồi, rồng xuống chữ thật chứ không phải dạy chậu trái đâu. Không phải chú trình sâu ở trình lá dạy sâu nha chú chính. Dạ. Đó. Nhưng mà đường đời của tôi phải trâu đó rồi kìa. Kiếm được hai đứa con là hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Để cho con tôi, tôi xuống ở chơi vài ngày. Rồi có con tôi nó có không nói nào thay đổi theo hoặc cùng này nọ chú chính. Dạ, chú nói đây con nghe. Cho nên mình phải hiểu. Chứ đừng nói gặp nhau rồi. Thôi. Vậy đi, cái gì không lo. Đó. Đúng, mới gặp nhau thì cái gì lo được đó. Đó, giờ nó lo đó, mặc chết ăn đi. Đúng, chính xác. Đó, mặc chết ăn đi. Rồi mơi mốt, phải là vài năm sau. Có gì ăn nấy. Ờ. Còn mà... nó lo được cái món gì thì ăn món nấy. Mà có gì vì lo nó nghèo khổ, nó không được giàu như người ta. Ý ông Tư nói con hiểu rồi, có nghĩa là cảm nhận cái tình thương. Đúng. Đúng không? Ờ. Có nghĩa là đôi khi thì gặp nhau thì trùng phùng nhau á, lúc đầu á, thì nó đông đầy. Nhưng đúng. Mà sau này sợ cạn dần. Đúng. Đúng không? Đúng. Con hiểu ý ông Tư. Đúng. Nhưng mà ý con cũng đã phân trần ông Tư rồi. Là ông Tư muốn nhặt ve chai thì lao động thì ở dưới sông thì cũng nhặt tối lên nhà chị Hường ngủ nuôi cha đầu bình thường. Còn chị Hường thì lúc nào cũng với anh Hưng là giang vòng tay đón rồi sớm giờ khóc luôn kìa. Anh Hưng khóc luôn kìa. Cha nói cho con nghe. Cha có bắt trên mạng con rồi. Thương không? Con đã nói với mấy chú này rồi mấy chú kia luôn. Sao hồi đó giờ con chỉ nói với mấy này thôi chứ con chưa. Tôi mong ước cha tôi về. Dạ. Tôi bảo vệ cha tôi chừng nào con chết không? Chị với ai khác ngoài không. Đàn chú Bùi Hồ với Hương Út cũng hỏi mình gặp. Út mình gặp lên chảnh. Dạ. Chung đó. Con chưa nói. Ông chị Hường anh nói lắm. Cha đứt ruột đối với con trên trụ đó. Cho nên cha muốn đi đột kích để dù con ở nhà trọ hay là con mướn chừng nào con được cái nhà chăn chăn vậy nè là cha còn mừng hơn nữa. Đó. Bởi cuộc đời của cha ngày nay mới đó. Tôi cũng sẽ được thôi chứ. Đó. Cha cứ hy vọng đi, hai thằng cháu ngoại cha đang học mà. Ờ, à, truyền tháng truyền ngày. Hai thằng nó con lo được, để cha con lo không được. Đúng con lưng gì phải không để cha nói nữa. Để cha nói chứ đó. Con đâu có bỏ cho chế đâu đó. Mà con cũng có nói con phải tới lui với cha. Dạ đúng rồi thì đúng. Cha không về thì con phải tới lui thôi chứ sao đó. Chứ con đâu có yên tâm mà bỏ cha. Nói câu đó là thấm tình cha con liền. Đúng. Nói thẳng chung. Chị Hường nói câu đó nói cha chị không về á thì chị cũng phải nửa tháng hay là 10 ngày chị lên thăm lần 3-4 tháng, 1 năm cũng được. Dạ. Bây giờ có mấy điện thoại rồi. Đó. Dễ lắm à, hai chú. Bản thân con là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Mà con bất ngờ là bữa mùng 3 chị Hường với anh Hưng lên luôn. Để bữa nay tôi nói hai đứa cháu luôn. Hai đứa cháu luôn. Cháu nữa. Đó. Giờ có mấy điện thoại rồi. Bữa đó đi á, là không có điện. Biết sao không? Tết. Tại Tết rồi để cho Tết rồi. Để cho được ra. Dạ. Tết chứ hôm nay vui không Tơ? Vui chứ. Vui quá vui luôn. Vui bên đây vui. Vui bên đây vẫn thôi là chú ba.
tôi cũng mở lời cho hai chú về chú kinh với hai con. Ông Tư ngày xưa ông nhớ cái địa danh là Cà Tha không Tư? Ông đi bộ đội ông nhớ địa danh Cà Tha không? Người ta nói là chơi múc chỉ Cà Tha. Bây giờ bữa nay mình chơi múc chỉ Cà Mau luôn. Chơi hút chỉ Cà Mau. Hút chỉ Cà Mau luôn. Qua là Kiên Giang luôn. Dạ. Mày đại ngày xưa con nghe địa danh là chơi múc chỉ Cà Tha. Mà không biết múc chỉ Cà Mau. Bữa nay chơi là hút chỉ Cà Mau luôn á. Đất Cà Mau quá. Mà cha con múc chỉ tới Tây Ninh nữa con. Thì cha con mình chiến đấu tới Tây Ninh luôn. Chơi. Chiến đấu hoài. Dạ. Của cha là một mai giả từ vũ khí thì thôi. Ờ. Mà vũ khí không bỏ đâu. Được. Chết gì mà chết. Nhưng mà cha. Dạ. Nhưng mà hứa được là phải làm được. Mà hứa được là phải làm được. Ừ, cha dạ, chưa hết. Đủ đời cha giờ cao lắm rồi con. Con không biết, bỏ con ba mấy năm rồi thì giờ sống lại với con ba mấy năm không có chịu. Tôi cảm ơn cho trời Phật với cô bác và mấy chú. Ủa, mới tới tịnh viên rồi. Quá mừng luôn. Là ông Tư vậy là phước lành trời Phật ban rồi. Đúng. Tôi thì chú tôi nói tôi nghề danh dự. Là tôi nghèo thiệt, dứt cái chay đó. Mà chắc ca chứ ớt của cô bác cái này nọ tôi không bao giờ là bè thật. Có cô bác có đứng ngay cây đó à, cô bác ơi xin cho tôi trái cà hay trái ớt chứ nói là bé thầm bé lén là không đẹp. Lúc sẵn bàn tay của tôi là năm nay 75 tuổi là chưa biết cướp trộm gì của ai nó là có ổng cảm thường có mua cho chú bộ đồ gì mà sắp không mặc đồ đó đi cái gì đồ đi mai vậy đẹp bộ ta nhìn đẹp trai dữ chưa nhìn mặt đẹp nhìn nó đẹp đẹp chưa đẹp không đẹp. Nhưng mà đẹp ít trai nhiều không ơi. Giờ kêu đẹp lão ở đẹp lão rồi bởi nó đẹp là ít mà trai thì nhiều cha mày bỏ đi hồi nhỏ lớn gì đó. Mẹ không có cha, mẹ không nghĩ kia cũng hơi buồn. Đúng từ đời đã nói có con, có mẹ mà không có cha. Mẹ không có cha cũng nằm định tu nghiệp. Cho nên cha lòng không phải tự cao tự đại, mà không phải là phê phách trên bề đời đâu. Luôn luôn nào cha cũng nhớ hai đứa con. Quên quá cảnh cha phải bỏ hai con còn với mà cha ở con hai con một lần cha che rồi mà cả đất nước cả nhà hộ luôn đó mà giờ cha quyết định đó không có cần chứ cha không bao giờ là thay đổi nữa đó ngày nay cha chung thắng con cha chung đó trước giờ cuộc đời của cha có trái tim cha có hết con phải cứu thôi con cũng vậy thôi trong mong ước nằm đi ngủ không được tôi mà buông đi ngủ thấy con cháu mất tại số cho luôn cha rước mắt rồi rước số cho luôn còn hy vọng người ta chứng đọc đang cha được hạnh nguyện cũng do mấy chú mấy bạn con là đi còn bản thân chị chắc chị không có cơ hội mới gặp cảm ơn mấy người đã chở nó đã chở cha chính cuộc đời cha 100 ngàn chứ tôi không chết đi cũng không gặp mặt con nữa đâu con.